Mọi người cứ bảo Tết tăng cân, chứng minh lần nào về Việt Nam là cũng tăng cân vèo vèo hết cả. Mời mọi người ăn tối. Cái này là gì ấy? Khoai tây lắc phô mai. Rồi. Cái này không gọi bánh nào nhỉ? Kiểu ngoài khô nhưng bên trong nó không bị khô. Hai bát tôm bề bề và một bát bún cá cay. Bánh đa bò chả. Wow. Qua 12 giờ đêm rồi nhưng mà nhiều góc phố Hải Phòng vẫn còn sôi động lắm. Từ ngày về Việt Nam ăn Tết đến giờ chưa ngày nào mà mình không ăn đêm. Kế hoạch hôm nay là bọn mình sẽ đi ăn bánh đa xào giòn nhưng mà quán hay ăn thì lại đóng cửa mất rồi. Nhưng ăn quán này có miến với cả mì cũng ngon phết ý. Bánh đa xào giòn nóng hổi vẫn là verdict của ngày hôm nay. Lúc đầu cứ sợ ăn món này nhiều dầu nhưng cuối cùng có sót miếng nào đâu. Tính ra trước khi đi ăn đêm bọn mình đã ăn tối rồi, nhưng vẫn cứ là hết sạch. Rồi uống thêm cốc trà đá nhân trần, đúng đỉnh luôn. Thấy chưa đủ no nên gọi thêm địa trái cây ăn cho nó đủ combo. Mọi người cứ bảo Tết tăng cân, chứng minh lần nào về Việt Nam là cũng tăng cân vèo vèo hết cả. Hèn gì Tết gặp ai là mọi người cũng xoa bụng chúc mừng. Tính ra là bầu nguyên mấy ký mỡ đấy chứ đâu. Tiếp tục chuỗi những ngày ăn đêm ở Hải Phòng. Hôm nay thì bọn mình không có ý định là sẽ phải ăn một món nào đấy, mà trên đường đi gặp quán nào thì ăn thôi. Tuyệt vời, ngon nhỉ? Tuyệt vời. Bình thường là mình sẽ hay ăn bánh cuốn nóng vào buổi sáng nhưng mà hôm nay là đi ăn tối, ăn đêm luôn. Ta ta. Xuất sắc nha. Như ngày nay một mình chỉ ăn 2 suất cũng được nữa. Mời mọi người ăn tối. Bánh cuốn trắng tay thì trời ơi, ngon khỏi bàn rồi ấy. Về Việt Nam ăn Tết có 2 tuần thôi nhưng mà phải ăn đến cỡ 5 bữa bánh cuốn rồi. Gần nhà mình có một quán ngon lắm nhưng mà chỉ bán sáng mà bán rất là sớm thôi. Đang kiểu siêu siêu đói mà thấy quán này tạt vào là ăn một lúc 2 đĩa được luôn. Nhưng mà cố kiềm chế ăn một đĩa để lát còn có hẹn đi ăn tối ấy. Bánh mới tráng xong nóng hổi, thêm nhân mộc nhĩ với thịt, rắc một chút hành phi thơm lừng. Rồi nhúng đẫm trong nước chấm nóng hổi, có chả, có rau, ngon đỉnh. Và quan trọng là đi ăn chung cùng những người cũng ghiền ăn uống. Ngồi vỉa hè chiêu chiêu, trời ơi, về Hải Phòng là chỉ cần có thế thôi. Quán mà mình ăn thì mình thấy hợp khẩu vị với mình và giá cũng ok ấy, thì mọi người có thích thì ghé nha. Ăn xong bánh cuốn em mình nó bảo là đi mua trái cây, mãi không thấy về, hóa ra là ở quán khoai lắc ngay bên cạnh. Cái này là gì ấy? Khoai tây lắc phô mai. Ăn khoai tây này này nó mới ngon. Món này là mình đã từng ăn rồi nhưng mà là mua về ăn thôi. Hôm nay rảnh nhưng ngồi trực tiếp ăn ở quán luôn, rất là chill nhá. Khoai tây sau khi chiên thì lắc với phô mai nên gọi là khoai lắc. Ngon mãi. Giòn. Giòn thơm ngon. Nhưng mà tính ra là mình ăn nguyên một cái chậu luôn ấy. Ngon à. Đúng là ăn ngay tại quán khi món vừa làm xong vẫn ngon hơn là mang về. Rồi uống thêm một ly trà chanh mát lạnh. Trời ơi, nó đã lắm nha. Dô. Ngon lắm. Ê, đây ngon lắm ấy. Có trà tao không? Không. Chỉ có 5 loại nước lọc, bia, coca, sâm sen và trà bí đao. Sâm sen. Lại là một buổi tối khác, bọn mình vừa mới đi xem phim về xong. Vẫn là vô tình thấy quán nào thì tạt vào ăn thôi. Cái này là gì? Là cánh gà. Cánh gà. Phía đây không gọi cánh gà gì. Có cánh gà không ạ? Xúc xích rồi chân cánh gà nướng. Toàn những món ăn đêm phải gọi là không hề mập ha. Xúc xích nè. Ê, chị vừa gọi trà gì ấy? Sâm sen à? Ồ, ngon. Ngon lắm. Ê, trà này ngon lắm. Trà xúc xích nhá. Bọn em ăn. Ăn đi. Ăn nhá. Ăn thật nhá. Cho tương lên đây chấm này. Cho vào đĩa đi. À. Wow. Cái này là xúc xích gà nấm à? Ăn có vị nấm. Kiểu ngon thật đấy, kiểu cay cay, chua chua ấy. Chân gà giòn phết. Bóc lạc rang đi. Ê, nhưng mà cái nước tương ấy, nước chấm này đúng xuất sắc luôn ấy. Kiểu chua chua ngọt ngọt, xong còn cay. Chân gà ngon rồi. Chân gà này ăn được xương ấy. Giòn mà. Xương giòn rụng luôn. Xong chân gà thì cánh gà đi Long. Ăn đi. Trời ơi. Cái này là lạp xưởng. Ê mà cái này hay lắm. Kiểu ở ngoài nó khô nhưng mà ở trong không khô ấy. Ăn ngon. Chị Trương Hải Phòng. Nhưng mà chị Trương gọi là chị Trương luôn. Em có gọi chị Trương không? Nhưng mà mình không gọi như vậy. Đúng rồi.
Và là xưởng đây ngon lắm. Kiểu ngoài khô nhưng bên trong nó không bị khô, hổ thật. Đúng kiểu em thích luôn. Ăn cái vỏ nó dai ấy. Ăn vỏ nó dai nhưng mà bên trong kiểu ngọt ngọt mềm mềm. Nhưng mà cắn là nó bắn nước. Vâng ạ. Nhìn à, cũng từ lòng anh tí đó, anh ra lại cũng nhìn à. Nhìn từ lòng anh tí đó. Ở đây ướp gia vị ngon. Ngồi nhâm nhi vài chục xiên, hết xiên này đến xiên khác. Xong vừa đi xem phim về nên câu chuyện xoay quanh tàn phim thôi. Quán này thì mình thấy chân cánh gà ướp gia vị rất là ngon, xúc xích ngon, sâm sen cũng siêu ngon. Và nước chấm cũng hợp khẩu vị với mình luôn, nhưng mà ăn quá trời ăn xong cuối cùng quên ghi địa chỉ. Bánh đa cua, bún cá cay, xào thập cẩm, tôm bề bề. Trời, kiểu gì cũng có món mà mình thích luôn. Đi thôi. Quán này thì là ở Thủy Nguyên nha mọi người. Bọn mình vừa đi ăn bên Hải Phòng, bây giờ về Thủy Nguyên để ăn. Đấy là món cái gì bên cạnh là đó ạ? Thịt gọi là thịt mọc. Mẹ mình ra mọc đấy với ốc xong. Thế là thập cẩm luôn, nhưng mà sao phải đọc cái gì? Tại cháu cũng ăn bề bề cái cá với trứng cút. Không bề bề cá trứng cút. Vâng. Có bún cá đúng không ạ? Bánh trắng hay bánh đỏ? Bánh cháu mà bún cá cay ạ. Mọi người ăn gì? Gọi rồi ạ, anh phải ăn gì? Bánh đa tôm bề bề. Cháu thêm một bánh đa tôm bề bề nhé. Một bát hải sản, một bát không có bề bề trứng cút, hai bát tôm bề bề và một bát bún cá cay. Chú còn nhớ chứ ạ? Có gì cứ bảo bạn chó nhá. Kiểu thế. Cuối cùng chị cũng được ăn bún cá cay. Quá trời. Ăn chưa? Nước me, chắc thế. Thích ăn quất cơ. Phải có rau sống. Mời mọi người ăn nha. Cái này là tôm bề bề đúng không? Tôm bề bề. Tôm bề bề. Bánh đa hải sản, bánh đa đỏ. Bánh đa không hải sản, bánh đa trắng, đỏ thập cẩm. Chị có mỗi chị ăn bún cá thôi à? Trong các loại bánh đa bún phở thì mình thích ăn nhất là bún cá. Nhưng mấy quán bún cá ngon toàn mở sớm và ở xa nhà mình. Mẹ mình có giới thiệu cho một quán gần nhà thì quán đấy nghỉ Tết lâu quá làm mình cũng không được ăn luôn. Cuối cùng hôm nay mình cũng được ăn bún cá vào lúc 1 giờ sáng. 35.000 một bát. Nhân 5 cộng 30.000 củi cộng 15.000 nữa. Nè, 35 nhân 5 bát đúng không ạ? Đúng rồi. Cộng là 175 rồi ạ. À? Ừ, thế còn thiếu chai nước 15.000. Cộng 15 cộng 30 là 220, thiếu 20. Em gái trả tiền. Hả? Em gái. Ừ.